Xin chào quý anh em, mình quay lưới quay đêm của Phú Yên Hà Thủy cho anh em xem. Chiếc 95282 này hôm bữa mình quay cho anh em xem cảnh ghe lên ụ. Bữa nay là mới đẹp đẽ, ngày tốt xuống ụ lại, mình quay cho anh em xem một lần nữa nha. Ghe dài tầm 20 mét đổ lại ha. Mặt ghe rất là đẹp, mở rất là căng, điều ghê. Máy dây bê vô quá tuyệt vời luôn. Máy dây quanh vô rất là đẹp. Khỏe mũi, khỏe hông, khỏe lái. Cabin rất là tuyệt vời. Ghe tầm 10 mùa nhưng mà anh em thấy các cái chi tiết quán gỗ còn rất là đẹp, giống như là ghe vừa mới đóng. Quay cho anh em xem những hình ảnh đẹp nhất về ghe lưới quay của Phú Yên Hà Thủy. Tàu cá được trang bị động cơ Komatsu 750 mã lực Komatsu thủy. Ghe được trang bị máy dò nước, radar, máy chụp. Rất đẹp ha. Quay cảnh Hà Thủy cho anh em xem. Ghe đang là chuẩn bị tiếp giáp nước. Quá đẹp luôn. Mình đi ra sau để quay hông ghe cùng với cái độ khỏe của lái ghe cho anh em xem. Đang sơn nữa chân ngầu canh anh em Hà Thủy. Đang sơn ghe nữa chừng bỏ đi quay ghe thuyền tàu cá lưới quay đêm của Phú Yên cho mấy anh em đam mê tàu thuyền xem. Mẫu tàu cá rất là đẹp, được đóng theo mẫu tàu cá của Phú Yên, Nha Trang, Ninh Thuận. Mẫu này là mẫu chuẩn, chỉ có điều là ghe của Phú Yên thì khỏe nó khác, ghe của Nha Trang thì khỏe nó khác. Và ghe của Ninh Thuận thì cũng có một cái nét khỏe khác, nhưng mà cái mẫu ghe là một cái kiểu dáng chung. Mỗi thợ, mỗi thầy, mỗi xưởng một cái đường khỏe khác nhau. Đang sơn ghe, thấy ghe Hà Thủy chạy hồi hộp quá, xuống tranh thủ quay cho anh em xem. Trang bị động cơ Komatsu 750 mã lực ha. Chuẩn bị Hà Thủy anh em nghe tiếng gầm rú của động cơ Komatsu thủy 750 mã lực. Mình quay cho anh em xem bất cứ một cái clip nào, mình cũng chúc cho anh em năm 2021 làm ăn thắng lợi, gặp nhiều may mắn và những năm tiếp theo. Trong quá trình quay cũng được anh em tạo điều kiện và cơ hội hỗ trợ cho video nó hoàn thành một cách đẹp nhất, để lưu lại những cái dấu ấn tàu cá của anh em xem. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Chỉ có điều cái giọng nói của người Phú Yên thì cái giọng nói đặc trưng của dân xứ Nẩu, cho nên là khi anh em mọi miền đất nước xem rộng rãi thì nghe cái giọng nó cũng hơi là không quen tai lắm. Anh em theo dõi kênh Bình thời gian dài thì anh em sẽ quen. Ghe đang tiếp giáp nước ha. Chuẩn bị nghe tiếng gầm rú của động cơ Komatsu 750 mã lực. Có một điều là Bình rất là ấn tượng khi quay những chiếc ghe lưới quay đêm. Bởi vì khi đi Đà Nẵng thì mình gặp rất là nhiều ghe ha. Ghe tầm 27-28 mét nhưng mà làm nghề giả cào thì mình cũng gọi là ít siêng năng quay cho lắm. Mình ra tuốt tận Đà Nẵng nhưng mà mình chỉ thực hiện khoảng tầm 5-7 video thôi. Còn lại là mình dành thời gian cho anh em lưới quay đêm là chính. Theo dõi anh em của đàn lưới quay lưới rút Phú Lạc, Phú Yên
và anh em ở vùng Mỹ Thắng, Mỹ Đức, Vĩnh Lợi, Đời Duy. Ghe Đại Hà Thủy tiếp giáp nước rồi anh em ơi. Chúc cho anh em năm 2021 làm ăn thắng lợi nha anh em. Chúc cho tàu cá 95282 năm 2021 làm ăn hoàn toàn thắng lợi, gặp nhiều may mắn. Rồi bây giờ mình lấy máy bay mình bay vòng cho anh em xem. Trong khi chờ động cơ Komatsu 750 mã lực gầm rú. Trên thủ bay vòng. Komatsu 750 mã lực đã được khởi động.